Vitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bông hoa canxi nano, vitamin D3 và MK7. Xin kính chào quý vị. Như vậy là một tuần đã trôi qua và hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Sống vui được phát sóng hàng tuần trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, Tăng chiều cao cho con luôn là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh. Tuy nhiên cũng vì nhiều lý do mà trong quá trình giúp con phát triển chiều cao thì nhiều bậc phụ huynh đã mắc phải những sai lầm khiến con không thể cao hoặc thậm chí là có những hệ lụy không tốt đối với sức khỏe của trẻ. Trong đó việc bổ sung canxi sai cách là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề vì sao trẻ đang rất là tích cực bổ sung canxi nhưng mà chiều cao lại vẫn tăng chậm. Đến với câu hỏi này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chuyên gia của chương trình Lê Thị Hải. Xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ chuyên gia. Vâng, xin chào em xin thả, em xin Mỹ Vân, xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Sống 8 tuổi, thưa chuyên gia bác sĩ Lê Thị Hải, có một câu hỏi mà nhiều bậc phụ huynh đặt ra là tại sao con em của họ vẫn tích cực bổ sung canxi nhưng mà chiều cao lại tăng rất là chậm ạ? Tại sao mà đã bổ sung canxi rồi mà con mình vẫn không cao ấy thì phần lớn là tất cả các bậc phụ huynh của chúng ta vẫn còn mắc một số những cái sai lầm sau cái thứ nhất thì có một cái quan niệm là có rất nhiều người cứ nghĩ là canxi thì không cần phải bổ sung chỉ cần ăn thật nhiều rồi thôi ăn hàng ngày thôi là đã có thể đáp đúng đủ nhu cầu rồi và con mình sẽ cao thế thì cái quan niệm này thì cũng chưa được đúng lắm bởi vì chúng ta biết là canxi thì thực ra là có trong thức ăn thế nhưng mà không phải là thức ăn nào cũng nhiều canxi và không phải là cái thực phẩm nào cứ có canxi vào là cơ thể hấp thu được bởi vì ngay trong thực phẩm chẳng hạn thì ví dụ như chỉ có canxi trong sữa và cái chế phẩm từ sữa là canxi có giá trị sinh học cao thôi thì mới có thể là là giúp cái hấp thu canxi vào trong cơ thể nhiều hơn thế nhưng mà trên thực tế thì có những ông bố và mẹ nhất là con đến cái lứa tuổi lớn rồi thì có khi các cháu không thích uống sữa hoặc là có khi lại không cho con uống ví dụ thế mà theo nghiên cứu của viện dinh dưỡng quốc gia ấy, thì cái nhu cái canxi mà được đưa vào trong khẩu phần ăn hàng ngày ấy, nó chỉ được chiếm khoảng 50 thôi thế cho nên cái việc mà chúng ta quan niệm là chỉ có chế độ ăn không đã có thể cung cấp đủ rồi thì cái đấy cũng không đúng và chính vì vậy cho nên là một số cháu là cũng lỡ mất cái cơ hội để phát triển chiều cao cái sai lầm thứ hai và cũng rất nhiều người hay mắc đó là cứ nghĩ là khi bổ sung canxi thì chúng ta lại không lựa chọn cứ thấy canxi là bổ sung thôi chứ không tìm hiểu đó là canxi nó là cái dạng nào đấy thì chúng ta biết là canxi thì nếu như mà ở dạng hữu cơ thì hấp thu tốt hơn sang gì ở dạng vô cơ thế rồi đặc biệt đấy là canxi mà ở dạng canxi nano ấy, tức là nó có cái kích thước nhỏ hơn thông thường ấy, tức là đến thì khả năng hấp thu vào trong cơ thể của nó là tăng gấp 200 lần so với bổ suy canxi thông thường. Thế chính vì vậy cho nên là khi chúng ta lựa chọn một cái sản phẩm canxi nào bổ sung thì chúng ta phải tìm hiểu rõ đây có phải canxi nano dạng nano hay không rồi canxi này có phải là dạng canxi hữu cơ hay không thì chúng ta bổ sung cái hiệu quả còn cứ thấy canxi gì là uống thì cũng nhiều khi tại sao cứ bổ sung canxi mà con vẫn không phát triển được chiều cao quan niệm thứ ba nữa là khi chúng ta bổ sung canxi thì chúng ta lại không hiểu là cơ chế thì canxi không phải cứ uống vào cái là nó vào trong cơ thể mà nó còn phải có những cái vitamin hỗ trợ quá trình hấp thu cũng như là cái quá trình vận chuyển canxi đến nơi nữa đấy ví dụ như là ví dụ như chúng ta bổ sung chỉ có mình canxi không thôi thì canxi chỉ hấp thu được vào trong cơ thể khoảng 10% thôi đấy. thế nhưng mà phải có vitamin vitamin D thì cái khả năng hấp thu của nó mới cao hơn nhưng mà kể cả có bổ sung vitamin D thì canxi hấp thu vào trong cơ thể cũng chỉ được 40 phần trăm thôi Đấy. thế rồi là bổ sung canxi nếu mà có thêm magie nữa thì cái magie đó nó sẽ giúp chuyển cái vitamin D thành canxi hoạt tính cho nên là cũng giúp cho cái khả năng hấp thu canxi tốt hơn thế rồi chúng ta bổ sung thêm MK7 tức là vitamin là một loại vitamin K2 nó có tác dụng thứ nhất là tăng cường hấp thu can chuyển hóa canxi và cái quan trọng nhất là nó là cái chất dẫn đường đưa canxi đến nơi cơ thể của chúng ta cần một cái sai lầm nữa sai lầm thứ tư là rất nhiều người là cứ nghĩ là chỉ cần mỗi mình canxi thôi là con mình có thể phát triển chiều cao được rồi thế nhưng mà không phải ạ chúng ta biết là trong cấu trúc của xương ngoài canxi là thành phần chính nhưng mà bên cạnh canxi thì còn rất nhiều các khoáng chất khác cũng giúp cho cái xương chắc khỏe dẻo dai hơn ví dụ như là bổ sung cho rồi thì làm tăng phát triển cái sự tiếp hợp làm cho cái phát triển chiều cao của cháu tốt hơn dha thì làm cho cái bề xương nó chắc hơn khỏe hơn thế rồi là bổ sung thêm magie bron silic các thứ nó tạo thành khoáng chất ở trong xương thế cho nên chỉ bổ sung một mình canxi không thì cũng chưa đủ thì đấy là những cái cái quan niệm sai lầm mà các phẩm phụ huynh của chúng ta cũng rất là hay mắc và một cái quan niệm nữa là rất nhiều người là cứ coi bổ sung canxi giống như là uống một cái loại thuốc gì đấy có nghĩa là chỉ gần một lần là xong thôi thế nhưng mà các bạn thì hiểu được là canxi vitamin d hay là tất cả những cái khoáng chất khác nó là những cái vi chất dinh dưỡng mà cơ thể của chúng ta cần đến hàng ngày thế cần đến hàng ngày ở đây cho nên chúng ta phải bổ sung thường xuyên và bổ sung hàng ngày đều đặn đấy chúng ta ăn không đủ thì chúng ta phải bổ sung bằng thực phẩm bổ sung thế và không phải là bổ sung chỉ một lần mà chúng ta phải bổ sung gần như suốt cả cuộc đời Ví dụ như khi bà mẹ mang thai thì chúng ta phải bổ sung cho bà mẹ trong thời kỳ mang thai. Rồi khi em bé chào đời thì chúng ta bổ sung cho bà mẹ để bà mẹ nuôi con bú bằng sữa mẹ. Rồi em bé cũng bắt đầu được bổ sung từ khi em bé còn nhỏ. Rồi đặc biệt là phải chú trọng đến những cái giai đoạn phát triển quan trọng nhất. Trong cái giai đoạn quan trọng nhất, giai đoạn đầu tiên là giai đoạn bào thai. Đấy thì chúng ta phải bổ sung cho bà mẹ. Rồi khi mà giai đoạn thứ hai là giai đoạn từ 1 cho đến 3 tuổi thì chúng ta bổ sung trực tiếp cho em bé. Rồi giai đoạn thứ ba là giai đoạn dậy thì và tiền dậy thì là cái giai đoạn mà các cháu phát triển chiều cao rất là nhanh. Chúng ta cũng phải chú ý đến những cái giai đoạn đấy chúng ta bổ sung thế cho nên là nếu như mà chúng ta lại quan niệm là ôi chỉ cần bổ sung một lần là đủ thôi thì không bổ sung liên tục mà đấy là lý do vì sao mà rất nhiều các bậc phụ huynh bổ sung canxi cho con nhưng mà con không phát triển chiều cao. Vâng, thưa bác sĩ, nhiều bậc phụ huynh thì cũng tìm đến những cái dạng bào chế khác nhau của canxi ví dụ như là dạng nước hay là dạng kẹo ngọt để cho con em mình dùng. Tuy nhiên theo bác sĩ thì sử dụng những cái dạng bào chế như vậy có đúng không? và cái hàm lượng canxi cung cấp cho cơ thể như vậy đã đủ hay chưa ạ? Thế thì như tôi đã nói ở trên là cái sai lầm của các phụ huynh của chúng ta rất hay gặp cái sai lầm này. Khi chúng ta cứ thấy nói đến canxi là chúng ta bổ sung. Thế cho nên là cái theo tôi được biết ấy, thì cái canxi mà cái dạng siro dạng ngọt ấy, thì nhiều khi là bổ sung chỉ có một mình canxi thôi. Đấy, thì đấy cũng chính là cái lý do mà tôi đã phân tích ở trên đấy. Nếu mà bổ sung chỉ có một mình canxi không thì canxi đâu có hấp thu được vào trong cơ thể, chỉ được có 10% thôi. Không có vitamin D3, không có MK7 thì cái khả năng hấp thu cũng như là chuyển hóa đưa canxi đến nơi cơ thể của ta cần là không có thế cho nên là cái dạng ngọt cái dạng siro những cái dạng canxi đấy thì tuy là có thể là ngọt dễ uống cho các bé nhưng mà nó lại không đáp ứng được đủ những cái tiêu chí mà để cho canxi được hấp thu vào trong cơ thể canxi đi xương cũng như là các cái dưỡng chất khác làm cho cái quá trình bổ sung thêm những cái dưỡng chất khác ví dụ như thường là rất nhiều những cái vi chất dinh dưỡng khác kem kèm nào thì DHA nó cho đấy tin này uh, mang này silic này bron này các thứ mai nhê mai cũng rất là quan trọng trong cái quá trình khi mà bổ sung để cho tăng phát triển chiều cao rồi kẽm nữa các thứ chúng ta biết kẽm là vi chất dinh dưỡng cũng rất là quan trọng giúp cho sau bát chiều cao thế cho nên là không phải bổ sung một mình canxi mà chúng ta phải bổ sung đa vi chất rồi thêm các cái vi chất vào trong đấy nữa thì sẽ giúp cho cái phát triển chiều cao nhanh hơn cũng như là xương của các cháu có cái hệ xương chắc khỏe dẻo dai hơn và phát triển chiều cao một cái cân đối như vậy là nếu như phụ huynh cho con em mình sử dụng canxi dưới dạng là siro uh, hoặc là kẹo ngọt thì chỉ có một mình canxi thôi vậy thì theo bác sĩ là những cái sản phẩm uh, như thế nào thì phụ huynh nên dùng cho con em của mình để đầy đủ những dưỡng chất mà bác sĩ vừa kể trên ạ. Vâng, thế thì để giúp cho canxi được hấp thu vào tận trong cơ thể, đặc biệt là được đưa đến tận xương là để giúp cho em bé của chúng ta, các cái cháu phát triển chiều cao thì khi chúng ta mua lựa chọn cái sản phẩm bổ sung thì các bạn nên lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp với cái nhu cầu cũng như sự phát triển đặc biệt là đối với trẻ em Việt Nam của chúng ta và cái thứ hai nữa là chứa đầy đủ các cái thành phần dưỡng chất cần thiết để giúp cho các cháu có thể phát triển chiều cao một cách tối ưu thì cái đầu tiên canxi ở đây là dạng canxi nano và đi kèm với nó là luôn luôn gắn kèm hai cái thành phần rất là quan trọng nó tạo thành một cái bộ ba đó là canxi nano, vitamin D3 và MK7 đấy đấy là cái ba cái, 3 cái uh, quan trọng nhất và tiếp theo đó thì bổ sung thêm cho lợi tim thì các bạn biết cho lợi tin là một cái chất mà nó có thể kích thích cái sụn tiếp hợp làm cho nó dài ra nhanh hơn cho nên là rất là tốt đặc biệt ở cái lứa tuổi dậy thì thì làm cho chiều cao phát triển một cách vượt trội và tối ưu rồi thành phần DHA thì các bạn biết rồi DHA không những giúp phát triển trí não mà DHA nếu mà về thành phần về xương thì nó cũng làm cho xương chắc khỏe hơn cái bè xương nó cũng khỏe hơn thế rồi bên cạnh đó thì chúng ta biết là như tôi đã phân tích ở trên thì ở trong cái thành phần cấu trúc của xương thì không phải là chỉ có một mình canxi mà nó còn có phải rất nhiều các cái vitamin và khoáng chất khác nữa thì trong này đã có chứa bổ sung thêm cả bron Silic Magne chính vì vậy cho nên là đây là một cái bộ sản phẩm mà tôi nghĩ nó rất là toàn diện và cái bộ sản phẩm này nó phù hợp với mọi lứa tuổi khác nhau và cái dạng bào chế cũng rất phù hợp với từng lứa tuổi và theo như tôi biết hiện nay trên thị trường thì có cái bộ sản phẩm tăng chiều cao Vipin được phân phối bởi công ty dược phẩm Vinh Gia và được nghiên cứu bởi giáo sư tiến sĩ khoa học Hoàng Thích Huyền ông là chủ nhiệm bộ môn vật lý trường đại học y hà nội đã nghiên cứu rất là sâu về cái sản phẩm này và đã đưa ra được là một cái sản phẩm mà phù hợp với sự phát triển của trẻ em Việt Nam của chúng ta và cũng như là cung cấp được đầy đủ những cái dưỡng chất như tôi nói ở trên để giúp cho con các bạn có thể phát triển chiều cao một cách tối ưu và đặc biệt thì cái bộ sản phẩm này được sản xuất theo tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn GMP và thứ hai là được cấp phép lưu hành của Bộ Y tế. Các bạn biết là mua những cái sản phẩm trôi nổi mà không có những cái giấy tờ thì chắc chắn là chúng ta sẽ dùng những cái sản phẩm nó kém chất lượng. Ví dụ như là cái viên uống vitin ấy, thì là rất là phù hợp dành cho các cháu từ 9 cho đến 18 tuổi. Đây là một cái dạng sản phẩm mà có thể giúp cho các cháu tăng chiều cao nhanh một cách tối đa ở cái giai đoạn dậy thì này đặc biệt là hàm lượng cho đối tin hay là hàm lượng các cái uh MK7 tức là vitamin K2 rồi hàm lượng canxi là nó cũng cao hơn các cái lửa tuổi khác và được bào chế dưới dạng viên uống cho nên là rất phù hợp cho các cháu từ 10 cho đến 18 tuổi sử dụng dễ dàng đấy và nó chứa đầy đủ những cái thành phần như tôi nói ở trên để giúp cho cái lứa tuổi dậy thì của các cháu có thể phát triển chiều cao một cách tối ưu. Thế thì như tôi đã nói rồi thì cái việc bổ sung canxi hay là bổ sung các cái vi chất dinh dưỡng là chúng ta phải bổ sung trong gần như là suốt cả cuộc đời. Thế cho nên là ở những cái lứa tuổi nhỏ hơn thì nhất là những cái cháu bé còn nhỏ chưa nuốt được cái dạng viên thì nhà sản xuất lại sản xuất ra cái dạng cốm cũng rất là dễ sử dụng cho các cháu. Thứ nhất là cái um, gói cốm Prebioten 2 dành cho các cái cháu bé từ ha, từ 6 tháng cho đến 9 tuổi thì đặc biệt là những cái cháu mà có cái hệ miễn dịch kém ấy thì dùng cái sản phẩm gói sản phẩm free hai này rất là hiệu quả. Nó có tác dụng hai trong một Có nghĩa là gì ở đây? Ngoài cái à, nhóm mà để giúp cho trẻ tăng chiều cao tức là vitamin t 3 canxi nano và MG7 cùng như kèm theo các dưỡng chất khác thì trong này còn bổ sung thêm một cái nhóm tăng cường miễn dịch cho trẻ, đó là bổ sung thêm Immunalpha và cholesterol. Thì chúng ta biết là imu alpha là một cái chất mà nó chiết xuất từ cái thành của một loại nấm men cho nên nó có tác dụng tăng cường cái sức đề kháng cho cơ thể. Thì cholesterol thì các bạn biết đấy là một loại sữa non thì sữa non thì rất là tuyệt vời rồi, chứa đầy đủ các cái khoáng chất rồi các cái kháng thể, các cái globulin miễn dịch giúp cho em bé của chúng ta có một sức đề kháng tốt. Thế còn cái sản phẩm nữa cũng là dạng gói cốm đó là Pre vitamin 3 thì cũng là dạng cốm nhưng mà nó lại phù hợp với những cái trẻ từ 6 tháng cho đến 9 tuổi nhưng mà khỏe mạnh và đặc biệt cái sản phẩm này rất phù hợp cho các cháu bắt đầu từ 4 đến 6 tuổi trở lên đấy khi mà các cháu đi học ấy thì trong cái sản phẩm có bổ sung thêm những cái thành phần ví dụ như là taurin này thế rồi là blueberry này rồi là thêm những cái thành phần khác rất là giúp cho cháu có thể phát triển thêm về trí não cũng như là về thị lực à, các bạn biết là hiện nay tình trạng cận thị học đường rất là cao thế cho nên là khi mà được bổ sung thêm sản phẩm này thì không những là giúp cho các cháu phát triển về chiều cao tối ưu nó còn giúp cho các cháu bổ sung thêm những cái dưỡng chất là giúp cho cháu có một cái thị lực tốt phòng ngừa cái tình trạng cận thị cũng như là giúp cho các cháu có một cái trí não tốt để các cháu có thể tiếp thu bài vở một cách tốt hơn giúp cho con mình học hành tốt hơn Thế thì tôi nghĩ là đây là một cái bộ sản phẩm hết sức là toàn diện không những chứa đầy đủ thành phần các cái dưỡng chất cần thiết mà cái dạng bào chế cũng rất phù hợp với từng lứa tuổi lại còn phù hợp với cả tình trạng bệnh lý của vùng trẻ nữa để các bạn có thể bổ sung cho con những cái sản phẩm bổ sung này để giúp cho con có thể phát triển chiều cao một cách tối ưu. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bộ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viptin giúp trẻ cao lớn, dáng chuẩn nhờ hỗ trợ phát triển chiều cao và thể lực, giúp xương và răng phát triển chắc khỏe, dẻo dai. Hỗ trợ tốt cho trẻ thiếu chiều cao, còi xương, hư hỏng răng. Bộ sản phẩm Viptin, sản phẩm tăng chiều cao tốt với thành phần toàn diện Chứa thành phần toàn diện gồm bộ Bacassinano, vitamin D3, BK7 nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Chứa Chondroitin, DHA và các khoáng chất cần thiết cho xương. Bộ Viptin có dạng bao chế phù hợp với từng giai đoạn, đặc điểm phát triển của trẻ. Cụ thể, Viptin hộp 20 viên uống dùng cho trẻ từ 9 tuổi trở lên, đặc biệt là giai đoạn dậy thì. Previptin 2 và Previptin 3 hộp 20 gói cốm dùng cho trẻ từ 6 tháng đến 9 tuổi. Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Viptin giúp trẻ tăng chiều cao tối đa nên sử dụng thường xuyên kết hợp với chế độ dinh dưỡng đúng và đủ, tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc để đạt hiệu quả cao nhất. Sản phẩm Viptin đã giúp con mình đạt được chiều cao mà con mong ước. Sau khi nghe chia sẻ của chuyên gia, mình đã hiểu dù mình bổ sung canxi cho con rất tích cực nhưng mà con phát triển chiều cao vẫn rất là chậm. Và đồng thời mình đã lựa chọn sản phẩm tăng chiều cao toàn diện Viptin chứa bộ 3 canxi nano D3 MK7 để bổ sung toàn diện cho con chỉ sau một liệu trình con mình đã phát triển chiều cao rõ rệt mình sẽ tiếp tục cho con sử dụng sản phẩm đến khi dậy thì để con đạt được chiều cao chuẩn khi trưởng thành xin được cảm ơn những lời khuyên rất hữu ích đến từ chuyên gia Lê Thị Hải xin được cảm ơn nhãn hàng Vipin tăng chiều cao toàn diện cho trẻ của dược phẩm Vinh Gia đã đồng hành cùng với chương trình này và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể uh, uh, tìm hiểu thêm những thông tin mình quan tâm bằng cách là gọi điện tới tổng đài miễn cước của chúng tôi 1800 chín hoặc là số hotline 0896 509 509. Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư về hòm thư sống khỏe a Còng, bác sĩ tư vấn.vn hoặc chi tiết hơn hãy tham khảo tại website bác sĩ tư vấn.vn. Đến đây, một lần nữa cho phép chúng tôi được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Vitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bông hoa canxi nano, vitamin D3 và MK7. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.